Tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Mẹ Ghẻ Con Ghẻ của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Tác phẩm được sáng tác tại Vĩnh Hội năm 1943. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 4. Chừng Mỹ đi chợ về, mẹ con Ba Mùi mới thức dậy. Bây giờ ông Bồi mới đi rửa mặt rồi đi luôn ra sau vườn coi chú Tiền làm cỏ. Ngồi lại ăn cơm, Ba Mùi thấy ông sắc mặt dầu dầu, không muốn nói chuyện, không ngó vợ con. Chị ta biết chồng buồn vì sự quý đi nên chị ta không dám nhắc tới. Ăn cơm xong rồi, ông Bồi kiếm chỗ mà nằm nữa, không tính đạp xe đi chơi như thường bữa. Ba Mùi thấy vậy chị ta cũng không dám đi. Mấy bữa sau ông Bồi cũng lục đục ở nhà hoài, không muốn đi đâu hết, nhịn bài tới 5-6 bữa. Ba Mùi chịu không nổi nữa nên ăn cơm rồi chị ta làm gan lấy dù mà đi. Ông Bồi ngó thấy nhưng ông không nói gì hết. Bữa sau lối nửa buổi sớm mai, có ông Hương Sư bệnh ở Mỹ Trường ghé nhà thăm ông Bồi bái tồn. Hai ông nói chuyện mùa màng, hỏi thăm ấm lạnh. Rồi Hương Sư bệnh mới hỏi qua việc nhà của Bồi bái tồn. Ông hỏi ông Bồi được mấy người con, người nào được bao nhiêu tuổi. Ông Bồi tỏ thiệt người vợ trước đã mất có để lại cho ông con Mỹ là gái đầu lòng, năm nay được 19 tuổi, với đứa con trai mới 17 tuổi. Ông chấp nối với người sau đó sanh thêm một trai đã được 9 tuổi. Ông Hương Sư Nhiều mới nói ngay ra rằng thầy giáo lễ dạy tại trường Dòng Ké, cậy ông đến muốn tỏ ý cầu thân, hỏi thăm tuổi của Mỹ và xin định ngày cho xuống coi mắt. Ông Bồi suy nghĩ rồi khiêm nhượng nói Mỹ còn khờ khạo, phần thì mồ côi mẹ sớm quá nên thiếu bề dạy dỗ, bởi vậy sợ lấy chồng sợ làm dâu không kham. Ông Hương Sư nói giáo đổ mới 22 tuổi, vốn là con út của thầy Ban Biện Sung ở trên Dũng Liêm. Cha đã mất mấy năm nay rồi, bây giờ còn mẹ già ở giữ nhà. Bà là một người hiền đức nên làm dâu không khó gì. Huống chi giáo lễ đi dạy học, hễ cưới vợ thì dắt vợ theo đặng lo cơm nước, có để vợ ở nhà đâu mà sợ vợ làm dâu. Hai ông bàn cãi một hồi rồi thỏa thuận bữa sớm mơ Chủ Nhật sắp tới đây, ông Hương Sư sẽ đem mẹ con thầy giáo lễ xuống coi con Mỹ. Xuống coi một chút rồi về, khỏi đãi cơm nước chi hết. Ông Hương Sư bền về rồi, chừng vợ chồng ông Bồi ngồi ăn cơm với hai con, Ba Mùi mới hỏi khách Mỹ Trường đến tính việc chi mà nói lâu dữ vậy. Ông Bồi cho hay giáo lễ dạy trường Dòng Ké, cậy ông Hương Sư bền làm mai xin cưới con Mỹ, hẹn Chủ Nhật này dắt mẹ con giáo lễ xuống coi mắt con Mỹ. Ông dặn vợ phải sắp đặt đặng bữa đó tiếp khách cho đàng hoàng, và dặn con phải bận áo quần sạch sẽ đặng ra chào khách. Ba Mùi nghe nói chồng coi con Mỹ thì than: cha chả, ông gả con Mỹ thì cục tay, còn ai lo cơm nước, ai coi sóc trong nhà nữa. Ông Bồi bái nổi giận nên trợn mắt nói lớn: tính bắt nó làm mọi mãn đời hay sao? Con gái hễ tới tuổi người ta muốn cưới, nếu mình coi phải chỗ thì gả cho nó có đôi bạn mà làm ăn. Nếu mình tham công tiếc việc không chịu gả, để nó lỡ thời rồi vác bán cho ai được. Vợ chồng ở với nhau hơn 10 năm, ông Bồi mới nạt nộ lần thứ nhất. Nhưng mà Ba Mùi không nao núng, chị ta sụ mặt mà đáp liền: tôi nói chuyện cho mà nghe, chứ con ông muốn gả chừng nào, gả cho ai ông gả, tôi đâu dám cản trở. Ông Bồi nghe ba tiếng con của ông thì ông châu mày, trong lòng phiền lắm. Nhưng nếu nói ra thì có chuyện sẽ rắc rối, mà không có chỗ hay. Bởi vậy ông liếc mắt ngó con Mỹ rồi ăn riết cho mau hết chén cơm, đặng đứng dậy mà đi cho khuây lãng. Tuy Ba Mùi cự nữ, xong gần tới Chủ Nhật thì chị ta cũng biểu chú Tiền dọn dẹp, lau chùi trong nhà, quét hốt ngoài sân, đâu đó đều sạch sẽ. Chị ta cũng lo sắp đặt trầu nước, coi sửa soạn cho Mỹ. Nên bữa Hương Sư bền dắt mẹ con thầy giáo lễ đến nhà thì Mỹ bưng trầu bưng nước ra mời khách đàng hoàng, không lầm lỗi chỗ nào cho người ta có thể chê được. Chừng khách về, ông Bồi đưa ra tới cửa ngõ thì ông Hương Sư đứng lại nói nhỏ với ông Bồi: để thầy giáo về tính lại với bà Ban coi sao rồi tôi sẽ trả lời. Ông Bồi gật đầu, ba người khách lên xe ngựa mà về. Ông Bồi đi chậm rãi vô nhà, ông thầm nghĩ: thầy giáo lễ tướng mạo nhu mì, còn bà Ban Biện nói chuyện hòa nhã, nếu người ta xin cho bước tới thì mình gả cũng được. Ngặt hễ chịu gả thì phải sắm đồ đạc cho con,
phải lo làm đám cưới, tốn hao đến 1-2 ngàn coi mới được. Tiền ở đâu? Chương 11. Chồng đến coi con Mỹ làm cho ông Bồi Tồn phải bối rối mấy bữa rày. Ông bỏ dẹp hết các cuộc bài bạc và đá gà. Ông cũng tạm quên đi việc Quý theo ở bồi cho quan kinh lý. Ông chú ý về sự gả con Mỹ cho thầy giáo Lễ, đặng cho nó khỏe tấm thân. Gả con lấy chồng thế nào cũng phải tốn 1-2 ngàn, chứ làm sập sệ coi sao được. Mình mắc nợ thì mình biết, chứ thiên hạ ai cũng biết mình là một vị điền chủ, một người có cơm tiền. Vậy mình phải may thêm quần áo, sắm mùng mền cho con. Dầu mình có đòi áo đòi nữ trang, đòi tiền đồng đi nữa, mình cũng phải sắm thêm cho con chút đỉnh vàng, đặng nó đeo về nhà chồng cho đỡ thẹn với chị em bên chồng. Nội việc sửa soạn cho con đã thấy tốn cả ngàn rồi, mà mấy năm nay con Mỹ cực khổ hết sức. Ngày lấy chồng mình tốn với nó 1 ngàn không đáng hay sao? Đáng lắm. Dầu nó không có công lao gì trong nhà này, khi nó lấy chồng, mình là cha mình cũng phải lo, phải cho nó tiền không được phép tiếc với con. Còn làm đám cưới, mình là điền chủ, lại làm tới chức bồi bái trong làng. Thế nào gả con mình cũng phải nhóm họ, phải mời hơn chức Mỹ Huê, Mỹ Trường, An Trường, là những người mình thù tạc thuở này. Nếu không mời đủ, chắc người ta phiền trách. Mời đủ thì phải mua một con bò với vài con heo. Mặc dầu được thiệp mời, đám cưới thì khách thường đi là rượu, bạc tiền. Lại hãy đánh bài hốt me thì chủ nhà lấy tiền sâu nữa. Nhưng mà cũng phải dự phòng 1 ngàn mới đủ mua bò, heo, đồ nấu bánh trái, rượu trà. Ấy vậy, dẫu tiện tặng, làm gọn ghẽ thế nào cũng phải có 2 ngàn đồng mới đủ. Làm sao mà có? Lúc cho mướn ruộng mùa này, mình phải bạc trước của 2 chành. Mình phải cân lúa cho họ mà trừ, còn dư có 300-400 thùng, đủ ăn Tết là may. Dù lúa có giá, mình cũng bán không được một số tiền lớn. Ngày đó ông Bồi cứ đi ra đi vô mà tính hoài, tính coi phải làm cách nào cho có tiền. Mắc nợ đã 6-7 ngàn rồi, bây giờ vay nữa ai dám cho thêm? Mà dầu họ cho vay thêm rồi mình lấy chi mà trả? Số vay thêm lớn thì số tiền lời cũng thêm nhiều. Số lúa cho mướn ruộng không tới 2 ngàn thùng, theo giá lúa hiện thời bán hết cũng chưa đủ tiền trả lời, có đâu trả vốn được. Đến trưa ông nằm vắt tay qua trán mà tính nữa. Ông sực nhớ mấy lời của dì Ba Thới nói đêm nọ. Ông mỉm cười châu mày. Dì Ba Thới khuyên nên tém dẹp cho gọn ghẽ, nên trả dứt nợ nần, rồi còn lại bao nhiêu thì liệu cơm gấp mắm, cho khỏi cực lòng nhọc trí. Tém dẹp bằng cách nào? Chỉ có cách bán ruộng mà trả dứt nợ. 12 mẫu ruộng không thể bán được. Có bán thì hoặc bán 13 mẫu của cha mẹ cho đứng bộ hồi trước, hoặc bán 25 mẫu của má con Mỹ dành dụm số tiền mà mua sau. Cha trả, mà bán 13 mẫu của cha mẹ mua cho thì uổng, vì ruộng tốt. Còn bán 25 mẫu của vợ suối mua thì tuổi hổ với người khuất mặt quá, làm sao mà bán cho đành. Tuy ông Bồi tiếc sự nghiệp nên viện nhiều lẽ mà bác lời khuyên của dì Ba Thới. Xong mấy ngày sau, ông suy nghĩ tới xét lui thì chỉ có cách bán ruộng mới giải nguy. Một buổi sáng sớm, ông cởi xe máy vô vọng thăm vợ chồng Sáu Thị đã có mướn ruộng mặt của ông làm 3 năm mới mãn hạn. Mùa rồi đã quen biết nhau nên dễ nói chuyện. Ông ướm thử coi Sáu Thị muốn mua ruộng của ông hay không. Sáu Thị hỏi phần ruộng nào, bán giá bao nhiêu. Ông nói trong 2 phần, một phần 13 mẫu ở Mỹ Huê và một phần 25 mẫu ở Mỹ Trường. Muốn mua phần nào cũng được, nhưng phần nào cũng tính mỗi mẫu 600 đồng ông mới bán. Sáu Thị chê mắt, tỏ ý muốn mua sở 25 mẫu cho gần đất của anh ta, nhưng nói nếu tính giá 400 đồng mỗi mẫu thì mới dám mua, chứ giá cao hơn nữa thì không mua nổi. Ông Bồi nói lúa cao giá, tự nhiên đất phải bán giá cao lên. Ông khuyên hãy suy nghĩ lại, nếu không chịu mua theo giá ông định thì ông sẽ bán cho bà chánh bái, vì bà cũng đương kiếm ruộng mà mua. Ông Bồi biết thế nào Sáu Thị cũng phải trả thêm, nên ông về nhà tính nằm chờ, vì bán ruộng đất chứ không phải bán cá tôm mà vội lắm. Cách mấy bữa, Sáu Thị ra trả 450 đồng một mẫu. Ông Bồi không chịu, cứ đòi 600. Ông Hương Sư Bền nhân dịp ra chơi ghé thăm ông Bồi. Ông nói mẹ con thầy giáo Lễ đi coi con Mỹ thì mẹ con đều ưng bụng lắm, nhưng đợi ít bữa kiếm thầy coi tuổi rồi sẽ nhất định. Cái tin ấy thúc giục ông Bồi phải quyết bán ruộng, không nên tiếc. Ông tính nếu bán với giá 450 đồng thì sở nhỏ được có 5.850 đồng, không đủ trả nợ. Còn sở lớn được 11.250 đồng, trả nợ rồi còn dư được ít ngàn. Ông mới quyết bán sở lớn, đặng có dư tiền mà lo gả con lấy chồng.
nhưng ông cũng phải ráng nài thêm đặng bán cho được cao giá, cao nhiều mới khỏi tiếc. Chờ hết mấy ngày mà không thấy Sáu Thị ra trả thêm, ông phải mò vô mà nói dối. Sở ruộng 25 mẫu có bà chủ tư trả 13.000 rồi, nếu không mua ông sẽ bán cho bà chủ tư. Sáu Thị mới làm giàu nên phải mua ruộng, nghe như vậy sợ người ta giành nên ráng trả lên tới 12.300 đồng, thành mỗi mẫu hơn 550 đồng. Bởi vậy ông Bồi chịu bán. Hai đàn hẹn ngày rồi đi với nhau ra làng làm giấy tờ và chồng tiền bạc. Ông Bồi nghĩ sở ruộng này hồi trước ông mua có 8.000, hưởng quê lợi 10 năm, bây giờ ông bán 13.200 đồng thì lời 5.200 đồng, quá sướng, không có hại mà tiếc. Ông trả nợ nần dứt hết rồi, còn dư đến 5.000, hết lo không tiền mà làm đám cưới cho tử tế. Ông Bồi bán ruộng mà trả nợ, ông giấu kín không cho ai biết, nhất là ông không nói cho vợ con trong nhà hay. Nhưng vì phải ra làng làm giấy tờ, tự nhiên xóm làng đều hay biết, làm sao mà giấu cho nhẹm. Ba Mùi tuy thấy chồng không thèm đi đánh bài và đá gà nữa, xong chị ta đi mấy lần, chồng cũng chẳng hề ngăn cản hay rầy rà. Chị ta được trớn nên trở lại thói quen. Bây giờ bữa nào ăn cơm sớm mơ rồi cũng che dù mà đi, khi đi ra chợ, khi đi vô vòng. Ông Bồi mắc buồn về việc nợ, bởi vậy Ba Mùi đi hay về ông không thèm hỏi tới. Dường như ông ngán con người đã gieo cái buồn với cái lo cho ông ngày nay. Tuy không nói ra, xong thấy mặt vợ thì ông lạnh ngắt trong lòng. Vì vợ mà con ông phải đi ở Bồi, ruộng ông phải về tay người khác. Nay ông đã tém dẹp nợ nần xong rồi, ông quyết chủ tâm lo cho con, lo tổ chức đời sống mới cho thân ông được yên, trí ông được khỏe. Vợ ông muốn ta bà thì tự ý, ông không ngăn cản làm chi. Ba Mùi đánh bài ít bữa rồi tự nhiên hay việc ông Bồi bán 25 mẫu đất trong Mỹ Trường cho Sáu Thị. Bán khá giá quá, bán được tới 13.200 đồng. Ông trả dứt nợ nần rồi, bây giờ ông thảnh thơi lắm. Tối lại Ba Mùi thỏ thẻ với chồng. Người ta nói ông bán sở ruộng Mỹ Trường rồi phải không? Bán rồi. Sao lại bán? Mắc nợ ngập đầu phải bán mà trả nợ chứ sao? Bán rồi còn đủ quê lợi đâu mà xây xài. Không đủ thì nhịn đói. Chớ để ruộng mà con trai tôi phải đi ở đợ, con gái tôi phải cực khổ lang thang, thì để ruộng làm gì? Ba Mùi khôn ngoan, nghe hơi hám thì biết ông chồng bắt đầu hối hận về cuộc vợ chồng. Nếu mình kiếm lời mà chữa lỗi, sợ e sanh sự cãi vã rồi rầy rà, chi bằng ẩn núp cho qua luồng giông gió rồi sẽ yên tĩnh lại. Chị ta lặng thinh bỏ đi ngủ đặng chấm dứt câu chuyện cho êm. Cách chừng nửa tháng, ông Hương Sư Bền ghé thăm nhà ông Bồi Bái Tồn lần nữa. Ông Bồi bây giờ có sẵn bạc tiền, ông muốn gả con Phước cho rồi. Ông chờ ông Hương Sư gả chuyện làm mai ra, nói đặng ông ừ mà chịu gả. Té ra ông Hương Sư cứ kiếm chuyện khác mà nói dông dài, hỏi ông Bồi lúc này có chọi gà hay không. Tiếc ông Bồi bán sở ruộng Mỹ Trường uổng quá, ông Bồi bực trí nên phải hỏi thầy giáo Lễ xuống coi con Mỹ bộ thầy chê hay sao mà đã gần 2 tháng rồi mà không thấy nói gì hết. Hương Sư Bền dụ dự một chút rồi mới đáp: không, thầy giáo chịu lắm chứ có chê đâu, ngặt coi tuổi không được. Thầy coi mạng số, họ nói 2 tuổi xung khắc, không thể ở đời đời với nhau được. Bởi vậy hai mẹ con thầy giáo mới dội không dám bước tới. Sao không cho tôi hay trước, để bữa hổm có ông cả dưới dừa đỏ xin phép cho vợ chồng ông lên coi mắt. Tôi sợ mít lòng anh em tôi từ. Thầy giáo Lễ mới trả lời với tôi 2-3 bữa rày đây, sẵn dễ đi chợ tôi cho ông hay liền. Tôi biết ngoài này có lẽ ông trông tôi. Thôi, không được tuổi thì chẳng nên gả bướng. Tôi sợ sao vợ chồng cắn đắng làm buồn cho đôi bên, nên tôi không dám đốc vô. Ông Bồi thất vọng, ông lững lờ không muốn nói chuyện nữa. Chừng ông Hương Sư về rồi, ông Bồi suy nghĩ, ông phát nghi mẹ con giáo Lễ muốn cưới con Mỹ là tại nghe mình có ruộng đất nhiều. Bây giờ hay mình mắc nợ nên họ thối lui, đó là do thường tình của thiên hạ nên sanh nghi mà thôi, chứ không có bằng cớ chắc chắn. Trong ít ngày lại, nghe thầy giáo Lễ đã nói con gái Sáu Thị trong vòng rồi, cũng ông Hương Sư Bền làm mai. Bây giờ có đủ bằng cớ chắc chắn, mẹ con giáo Lễ ham vào, bởi vì vợ chồng Sáu Thị chỉ có một đứa con đó mà thôi. Con đó cũng đồng một tuổi với con Mỹ, mà vợ chồng Sáu Thị đã đứng bộ tới 80 mẫu ruộng, lại còn đương kiếm thêm nữa. Ông Bồi Bái Tồn đương buồn rầu về việc nhà, bây giờ ông còn ghét thế thái nhân tình hơn nữa. Bởi vậy ông chán nản cực điểm, không còn biết vui vẻ với ai hết nữa. Ông ngó cảnh đời, ông chỉ thấy dơ dáy, tối tăm, thấp hèn, gian xảo.
Người vợ là quả báo, sắp con là nợ trần. Con người phải sống mà chuộc quả báo và trả nợ trần, chứ đừng tưởng sống để hưởng hạnh phúc gia đình. Hạnh phúc ấy là hạnh phúc ảo mộng mà thôi, không bao giờ có thiệt. Đến nước này còn ngại gì nữa mà không dám nhìn ngay vào khoảng đời ông vừa mới đi qua. Ông ăn ở với người vợ trước là thị tánh trót 16 năm, ông không biết hạnh phúc là cái gì. Nhưng mà ông phải công nhận ông rất thông thả, khỏe khoắn. Ông cũng chấm dứt bài bạc đá gà như người ta. Mà dầu ăn dầu thua ông cũng khỏi lo, vì mọi việc trong nhà đều có người vợ thế lo cho ông. Năm nào rủi ông có thua 500-300 thì nhờ sự cần kiệm khéo khôn của người vợ nên có tiền chăm vô khỏi thiếu hụt, khỏi mắc nợ. Vợ thâu góp lúa ruộng dành dụm thế nào ông không biết tới, mà ông làm làng giúp dắt vui chơi cũng mua thêm được 25 mẫu ruộng. Tuy ông cũng ham chơi như ai, nhưng về nhà ông thấy người vợ cần kiệm chắc mót từ đồng, ông không nỡ buông tay. Ông thấy hai con thỏ thẻ dễ thương, ông không đành luôn tuồn bỏ nhà cửa. Ngày vợ ông chết, ông không mắc nợ mà trong nhà lại có vốn được vài ngàn. Chớ chi ông ở một mình mà nuôi con, đừng thèm cưới thị mùi, thì dầu ông không biết cần kiệm như vợ trước, mỗi năm ông cho mướn 50 mẫu ruộng nhà để lấy quê lợi mà nuôi con, thì con Mỹ đâu đến nỗi cực khổ lang thang, thằng Quý đâu đến nỗi không có tiền ăn học đến phải ra thân ở đợ. Tại cưới thị mùi nên mới sanh quạ, mới chơi bời luôn tuồng mà đổ nợ, nên phải bán sở ruộng của người vợ trước, đổ mồ hôi vất vả mới tạo ra được mà để lại cho chồng con. Bây giờ mới nhận thấy, làm người chớ tưởng nên người dễ, hướng nghiệp đừng quên lập nghiệp gay. Chương 12. Ông Bồi Bái Tồn. Ở trong nhà thấy con ông buồn tủi, thấy vợ ông ưu phiền. Ra ngoài đường gặp bạn làm làng, ông nghi người ta chê ông hèn hạ, có con không cho học, để cho ở đợ đặng ủi áo đánh giày cho người ta. Thấy mấy điền chủ, ông sợ người ta cười ông sa mê vợ nhỏ, nên suy sụp đến bán ruộng bán đất. Ông buồn rầu mà cứ ôm ấp trong lòng, không than thở với ai được. Thành thử ông chán nản, hết ham muốn, hết biết vui. Ông vướng một chứng bệnh trầm trệ mà ngấm ngầm là bệnh tâm thần, bệnh trí não. Chớ chi ông có một người vợ hiền lành sáng suốt, hoặc có một người bạn thành thật thương yêu, biết tâm bệnh của ông, làm cho ông bình tĩnh, làm cho tinh thần của ông phục hưng, thì có lẽ lần lần nguôi ngoai, ông hết bệnh mà vui sống với đời như thiên hạ. Ông mới quá 50 tuổi, sức khỏe chưa giảm suy, ruộng còn 25 mẫu, quê lợi mỗi năm có thể giúp cho nhà ông không dư giả, song cũng ấm no. Nếu ông biết sửa sang đời của ông lại, bỏ dẹp cái quá vãng vì lầm lạc nên sanh buồn, rồi ông xây dựng cái tương lai khác hẳn, cái tương lai thiếu rực rỡ mà đầy ấm êm, thì khoảng đời sau chót của ông sẽ được vui vẻ thảnh thơi hơn muôn ngàn người khác. Ngặt cô Ba Mùi dốt nát, ngu muội, giỏi nghề đánh bài tứ sắc chứ không biết tâm lý, không hiểu đạo làm người vợ hiền. Cô biết xô đẩy cho chồng hư nhà sạc nghiệp, chứ không biết chồng mang tâm bệnh. Mà dầu có biết đi chăng nữa, cô cũng chẳng biết làm sao mà cứu chữa. Còn anh em quen biết ở trong làng trong xóm thì ai cũng mắc tứ sắc hoặc mắc đá gà, họ lo cho phần họ còn không kham. Họ có cần gì phải lo cho Bồi Tồn hay lo cho người nào khác. Ai giỏi mặt ai, miễn gà của họ ăn độ thì họ vui mừng. Ai suy sụp thì mặc ai, miễn họ có tiền mà ngồi sòng thì họ thỏa mãn. Chỉ có dì Ba Thới là người hay lưu tâm dòm ngó đạo nhà ông Bồi. Mà mỗi lần ông ghé thăm thì dì cứ phiền trách ông, phiền ông không ngó ngàng đến hai con, trách ông để cho Ba Mùi rù quến mà mê sa bài bạc. Người đó có thể chữa tâm bệnh cho ông được, ngặt cứ theo phiền trách ông hoài, mà phiền trách nhầm lý. Bởi vậy ông vừa hổ thẹn vừa kiêng nể, nên ông không dám đến mà phân trần nỗi lòng đau khổ của ông. Chớ chi ông Bồi Tồn ở một mình trong cù lao giữa biển cả, không gặp người, không nói chuyện, thì có lẽ ông vùi lấp được nỗi lòng vào cảnh trời nước mênh mông. Ngặt ông ở giữa xóm giữa làng, chung quanh ông ai cũng vui chơi, nhiều người nghèo khổ hơn ông mà họ vẫn tươi cười, có người thua khiếm nặng hơn ông nữa mà họ cũng không nao núng. Chung chạ với đám người giàu cũng ăn chơi, nghèo cũng ăn chơi, tốt cũng vui cười, xấu cũng vui cười. Lâu ngày chạy tháng rồi, không khí cũng cảm nhiễm, thời gian kéo lôi. Lần lần ông không thèm kể quấy phải làm chi, ông chập chững làm theo người ta. Ban đầu ông còn bỡ ngỡ ngại ngùng, riết rồi ông bước mạnh tiến sâu, ngày nào ông cũng đi chơi như hồi trước.
Ba Mùi không về chồng mượn vui chơi mà chôn lấp nỗi buồn. Thấy chồng trở lại lối cũ đường xưa thì chị ta mừng thầm. Mừng vợ chồng đồng bệnh đồng thuyền, cho khỏi trách ai mà làm xào xáo gia đạo. Sẵn có 5.000 đồng bạc trả nợ còn dư, ông mua hàng, mướn may cho con Mỹ vài bộ quần áo, sắm cho nó được một đôi bông tai với một chiếc vàng chạm. Còn bao nhiêu ông cất riêng để dành xuất phát trong nhà và bỏ túi đi chơi, không cho Ba Mùi biết tới. Mãn mua gà rồi, ông kiểm điểm tiền bạc lại thì vừa ăn xài vừa đi chơi, ông chỉ hao có 300, mà số lúa ruộng mùa rồi ông còn nguyên 800 thùng, ông gửi ngoài ông Chành, ông chưa bán. Cứ theo cái đà đó, ông tiếp tục chơi đặng giải buồn thì không hại gì mà phải lo ngại. Chỉ có nhiều đêm, ông nằm êm, ông nhớ tới con Mỹ chưa có chồng, với thằng Quý đi đã hơn một năm rồi mà nó bặt tin, không gửi thư từ cho biết nó ở đâu. Nhờ có đánh bài với đá gà mà ông Bồi Tồn quên hối hận về sự phối hiệp với Ba Mùi, và cũng nguôi được sự bán rượu mà trả nợ. Còn số phận của Mỹ với Quý là di tích của người vợ hiền hồi xưa. Hễ ông nhớ tới thì ông bát ngát trong lòng, ông khó chịu hết sức. Trót mấy năm sau đó, ông muốn gỡ luôn hai mối sầu đó cho nhẹ bớt nỗi lòng. Ông vùi thân vào chốn đỏ đen, tính cậy bài bạc với gà chữa cái tâm bệnh nó cứ theo cắn rứt ruột gan ông mãi. Ông chơi quá độ, tự nhiên phải thâm thủng thua hết số bạc để dành trong nhà. Rồi ông tức giận nên vay mượn thêm để theo gỡ số thua. Chẳng dè sòng này sang sòng khác, bạc trước hụ bạc sau. Bán ruộng được 5 năm rồi, bây giờ ông mắc nợ khác, số vốn đã lên tới 4.000 nữa, quê lợi ruộng không đủ mà trả tiền lời. Ông Bồi Tồn ngó lại sau lưng, ông thấy buồn hiu. Còn ngó tới trước mặt, ông thấy tối tăm mù mịt. Ông không chán nản như năm trước, bây giờ sức ông đã yếu nên ông bắt lo sợ như người đi lạc trong chốn núi non, tình cờ gặp một hố sâu thăm thẳm cản ngang trước mặt. Bước tới nữa thì phải chết, thối lui thì không có đường. Vì lo sợ quá nên ông bệnh. Bệnh của ông Bồi Tồn lần này không phải là bệnh tinh thần như lần trước. Ông bệnh từ đầu óc cho tới ruột gan, rồi buồn nổi con, sợ nghèo cực, phụ thêm vô mà vật ông ngã quỵ, làm cho ông khi nóng khi lạnh, lúc mê lúc tỉnh. Ba Mùi lo sợ lăng xăng rước thầy hốt thuốc, ép ông ráng ăn cơm cháo sao cho mau mạnh, xin ông ráng sống với vợ yếu con thơ. Thiệt Ba Mùi tận tụy nuôi chồng, nhưng vì hoặc mạng số của bệnh nhân đã gần cùng, hoặc lương y không giỏi, định chứng không nhầm, nên thuốc càng uống bệnh càng thêm trầm trọng. Dì Ba Thới nghe ông Bồi Bái Tồn đau nặng, dì lật đật ra mà thăm. Ông Bồi Tồn nhướng mắt thấy dì Ba là bạn thân của vợ ông ngày trước, thì ông đưa tay ngoắt lại gần, rồi dường như ông muốn dặn dò việc chi, nhưng ông mệt mỏi quá nói không được, ông cứ lắc đầu chảy nước mắt. Đêm đó ông Bồi Tồn làm sung rồi tắt hơi trên tay con Mỹ. Nó ngồi trên giường ôm cha mà khóc kể, nghe rất thảm thiết đau thương. Ông Bồi Tồn chết, trong nhà không có tới 100 đồng bạc. Ba Mùi phải chạy đi quơ mượn, lại nhờ làng xóm tiếp giúp và điếu bái, nên đám ma của ông cũng được ấm cúng. Ông cũng được nằm một bên với người vợ trước, phía dưới chân mộ cha mẹ mà yên giấc ngàn thu. Chôn cất ông Bồi xong rồi, Ba Mùi biết chồng có vay bạc của bà chủ tư trong ấp 8, mỗi năm cứ nhập lời thay giấy, nên không biết chắc số là bao nhiêu. Chị ta làm lơ giả như không biết. Đến ngày đến tháng bà chủ tư ra mà đòi. Bà nói rõ theo giấy nợ thì số vốn là 4.000 với tiền lời 800 nữa, cộng hết là 4.800. Ba Mùi than ông Bồi mất, ông để lại không tới 100 đồng bạc, bây giờ biết lấy chi mà trả nợ cho ông. Bà chủ tư phải vào đơn tại tòa hộ mà kiện, rồi thi hành phát mãi sở ruộng 13 mẫu của ông Bồi đứng bộ tại Mỹ quê. Vì sở 12 là ruộng hương quả, còn nhà là nhà thờ, bà thi hành không được. Nhờ vậy mà mẹ con Ba Mùi với con Mỹ còn nhà mà ở, còn 12 mẫu ruộng cho mướn, lấy quê lợi mà đánh bài. Từ đây Ba Mùi ăn chơi, tuy không dám liều lĩnh như trước kia, song chị ta cũng được sống với cảnh đời thảnh thơi. Việc cơm nước có con Mỹ gồm lo, việc nặng nhẹ trong nhà có chú Tiền bao hết. Chương 13, phần thứ 3, thử nhân tình. 12 năm qua, cậu Quý con của Bồi Bái Tồn lìa cố hương lật bật đã 12 năm rồi. Thời gian ấy rất mau cho người dư ăn vui sống, mà rất chậm cho người chờ đợi ngóng trông. Làng Mỹ Huệ là chỗ chúng ta đã nhận thấy một lớp gia đình thảm sự, nay đổi tên là làng Mỹ Cẩm.
dầu huê dẹp bỏ mà cẩm cũng chưa thấy dệt ở ấp nào. Nhiều người già cả hồi xưa đã quá cố lần lần nhượng chỗ lại cho hạng trai trẻ tấn công lên, nối nghiệp mà làm làng làm ruộng. Tuy vậy mà con dòng dài theo lộ Liên Tỉnh vẫn còn chình hình đó. Mấy cây dầu lớn ở trong đất ông Ban vẫn phơi nhánh mà hứng nắng mưa. Cái quán gì Ba Thới ở ngã ba suối cạn, mặc dầu đã được kêu là tiệm, song cũng bán bánh bán rượu như cũ. Tiết tháng giêng là tiết vui vẻ hơn hết ở vùng Càn Long, vì ngoài đồng lúa đạp rồi, đương kịch kịch kéo về, nên trong sớm chỗ tụ hội đá gà, chỗ gây sòng tứ sắc. Buổi sớm mai lúc ngoài 9 giờ, quan cảnh tiệm dì Ba Thới từ trong ra ngoài có vẻ náo nhiệt. Trong tiệm thì Hương Nhì, Út Tám Thâm, hai người ở lối xóm đưa ngồi đối diện nhau tại bàn tròn để giữa tiệm mà nhậu rượu, và nhậu và nói chuyện đá gà. Hai người năm nay đã già rồi, mà Út vẫn còn là Hương Nhì, chứ chưa được lên Hương Nhất. Còn Thâm lại càng ốm thêm, râu lê thê không che kín cái miệng móm sộm được. Ở trước tiệm thì dì Ba Thới đương kêu chị bán cá đồng ngừng lại biểu để gánh cá bên đường cho dì lựa và trả giá mà mua. Có phó Hương Hào Liếm, một người trai ở bên đầu cầu với vợ Trùm Sóc, nhà ở gần đó xúm lại coi cá. Dì Ba Thới năm nay đã gần 60, nên tóc bạc quá nửa phần, răng đã rụng cả chục cái, nhưng sức vẫn chưa suy, bộ vẫn còn gọn gàng. Dì mua 3 con cá lóc với 5 con cá rô, rồi kêu con gái là Hường đem rổ ra trúc. Hường đã được 27 tuổi, hình dốc đều đạm, tướng dình dàng, mặt nghiêm nghị chứ không dúc dắt liếng sáo như hồi nhỏ nữa. Mà bây giờ nhan sắc như hoa nở hoàn toàn, nên có vẻ tươi đẹp hơn. Cái đẹp thiên nhiên, không cần trang sức, nên trai thấy thèm thùa mà cung kính. Hường vừa xách rổ bước ra thì có một chiếc xe căm nhông lạ chở bàn ghế vung trùng ở phía ngoài chợ chạy vô. Đương chạy rồi lại ngập ngừng dục dặc. Chừng tới ngang ngã ba suối cạn thì đậu sát lề. Sếp phơ rồ máy một hồi nhảy xuống với tên lơ phụ dở đầu máy ra coi. Chẳng hiểu máy trục trặc chỗ nào mà sếp phơ thò tay đút vô máy một chút rồi kêu tên lơ xe tắt máy. Kế đó có 3 chiếc xe cặp nhồng khác cũng chở đồ kình càng ở phía chợ Càng Long chạy vô một dọc. Người sếp phơ xe ngừng trước bèn ra đứng giữa đường đưa tay mà cản. Cả 3 xe đều nối đuôi nhau mà ngừng. Rồi 3 sếp phơ lại phụ với bạn mà sửa máy cho xe thứ nhất. Thấy chuyện lạ, mấy người đàn bà bỏ cá đứng ngó. Hương Nhị Út với Tấm Thấm nghe rần rộ ngoài lộ cũng bước ra coi. 3 chiếc xe đậu sau thì chở giường đồng tủ kiến với những vật gì không biết mà bao kín mít kỹ lưỡng lắm. Một người sếp phơ đương đứng ngoài hút thuốc, dì Ba Thới kêu hỏi: "Xe chở đồ ai mà nhiều vậy cậu?" "Chở đồ quan bắt vật trên Sài Gòn cũ à." "Chở đi đâu vậy?" "Ông cất nhà mới dưới Trà Vinh nên mua đồ gửi đặng dọn nhà." "Đồ tốt quá. Trời ơi, đồ mua hơn 100.000 đồng bạc mà không tốt sao được cụ bà." "Dữ không? Đồ quý lắm mà." "Quan bác vật đó giàu lắm hả?" "Tự nhiên, nghe nói ổng có vườn cao su, có ruộng mà còn có cà phê nữa, giàu to lắm mà." "Ở Sài Gòn mà cất nhà dưới Trà Vinh làm gì?" "Ổng có tiền bạc nhiều, ổng muốn làm gì tự ý ổng, mình sẽ biết sao được." "Cậu ở với ổng phải không?" "Không cụ, mấy xe này là xe của hãng vận tải, ông mướn chở đồ cho ổng 2-3 lần rồi." Phó Hương Hào Liếm xen vô hỏi người sớp phơ: "Chắc nhà mới của ông bác vật là cái nhà lầu đương cất ngang cây dầu một gần tới Châu Thành đó chứ gì, phải vậy hay không anh?" "Phải, mà cái đền chứ không phải cái nhà lầu, cất theo kiểu đền bên Pháp, đẹp lắm. Ở xứ mình ít ai biết kiểu đó. Chung quanh lại có miếng đất thiệt lớn, có xây hồ tắm, có xẻ đường trồng cây trồng bông. Ít năm nữa đây là cây lớn coi tốt lắm. Hôm tháng trước đôi tôi đi Trà Vinh tôi có thấy, hôm đó nhà cất chưa rồi. Chắc bữa nay rồi hết nè, nên ổng mới mướn chở đồ dọn xuống chứ." Vợ Trùm Sóc nghe con khóc ở nhà nên lật đật chạy về dỗ con. Hương Nhị Út đứng coi sửa máy xe, nghe Phó Hương Hào Liếm với người sớp phơ trầm trồ nhà mới của quan bác vật thì dây lại nói: "Hôm kia tôi đi đá gà với bạn Đa, đi ngang qua đó tôi thấy nhà cất rồi mà. Đi ngoài lộ ngó vô coi tốt hết sức. Tôi chắc miệt lục tỉnh này không có nhà nào bằng, phải vậy hay không anh sớp phơ?" Sớp phơ cương quyết đáp: "Chắc như vậy, thổ nay tôi chưa thấy nhà nào dưới lục tỉnh này tốt hơn." Phó Hương Hào Liếm nói: "Vì nhà tốt nên họ đi coi dữ quá. Hôm nay mấy ông nhà giàu miệt mình rủ nhau đi coi kiểu. Nghe nói miệt mỏ cài cầu kè cũng qua coi nữa.
Dì Ba Thới hỏi Liếm. Họ cho coi sao? Có lẽ cho chứ, nghe nói có một người Pháp ở đó coi làm. Mình vô xin phép đi coi, mình có phá quấy gì mà không cho. Phải, mình rảnh mình đi coi cho biết. Dì Ba dây lại hỏi súp phơ. Mà quan bắt giật tên gì vậy cậu? À, tên Tây, tôi không nhớ cụ à. À, té ra là người Pháp mà. Có lẽ tôi không biết mặt ổng. Ổng mua đồ hồi nào không biết. Hãng biểu anh em tôi đem xe lại chở thì cứ chở, có thấy ổng đâu. Xe sửa xong, bốn chiếc nối đuôi nhau mà qua cầu đặng thẳng xuống Trà Vinh. Chỉ có Hường đã bưng rổ cá đi vô tiệm, còn mấy người kia cứ đứng ngoài lộ nói chuyện về cái đền của quan bắt giật mới cất. Xe hơi đò, đường Sài Gòn Trà Vinh về tới nữa. Theo lệ thường xe này chạy mau lắm, cuốn bụi lên mù mịt. Mấy người muốn tránh bụi nên lật đật đi vô hết, duy chỉ có chị bán cá gánh cá tẻ vô suối cạn. Chạy gần tới ngã ba, xe lại tớp máy, rồi rề rề ngừng ngang trước tiệm dì Ba Thới nữa. Dì Ba vui vẻ nói, bữa nay tiệm tôi hên quá, xe hơi ghé hoài. Mấy người đều tưởng có ai trông giống đi Sài Gòn về nên xúm nhau lại cửa tiệm mà dòm. Một người đàn ông ở trên xe leo xuống, mình mặc một bộ đồ kaki vàng cũ xì, đầu đội nón trắng lấm lem, tay có xách một cái giỏ mây nho nhỏ. Dì Ba Thới nói lớn, ê quý mà. Hương dì Út hỏi, quý nào? Dì Ba không trả lời. Dì Ba bước ra ngoài kêu mà hỏi, mấy năm nay đi đâu mà bây giờ mới về vậy hả? Xe hơi rút chạy, quý xách giỏ vô tiệm, miệng cười ngõn ngoẻn, giở nón chào. Dì Ba mạnh giỏi hả dì Ba? Chào mấy bà con. Dì Ba vui vẻ đáp, ừ mạnh giỏi. Cha chả con đi đâu lâu quá vậy con? Thưa, nghèo nên con đi kiếm công chuyện làm ăn. Dầu làm việc gì lâu lâu cũng phải về thăm nhà chứ. Thưa, con ở xa về không được. Ở đâu mà xa? Thưa, ở cùng hết, ở Bắc, ở Trung và ở Lèo. Dữ không? Hường ở trong chạy ra mừng, anh Quý. Ờ, em Hương. Em mạnh giỏi hả? Mạnh. Còn anh? Anh cũng mạnh luôn luôn. Năm nay em có được mấy đứa con? Em chưa lấy chồng mà có con nổi gì. Năm cậu Bồi mất, anh có nghe tin hay không? Mà sao anh không về? Hồi cha mất anh không hay, sao lâu rồi anh mới hay? Hương dì Út hỏi dì Ba. Phải con Bồi bái hay không? Thì nó chớ ai. Bất nhân dữ à, đi hồi nhỏ, bây giờ nó về, nó lớn đại à, có biết đâu. Qua nhớ hồi trước em theo ở Bồi với quan kinh Lý La Co, phải không em? Quý kéo ghế ngồi và đáp, thưa phải. Ở Bồi không khá hay sao? Làm tháng nào ăn tháng nấy, khá nổi gì thứ ở Bồi. Vậy thì về nhà làm ruộng rồi làm làng chơi chẳng là hay hơn. Ai có chí nấy. Em về thăm bà con chơi rồi đi nữa hay là ở nhà luôn? Tôi chưa nhất định, để rồi coi. Như ở đây có công việc làm ăn thì tôi ở, còn như không có việc gì làm thì phải đi, chứ ở không thì lấy gì mà ăn. Ở đây thì làm ruộng chứ có nghề gì khác được. Có lẽ buôn bán được chứ. Ừ, mà phải có vốn. Cha chả, khó tại chỗ đó. Quý ngồi không an, lộ sắc lo ra, dường như muốn nói chuyện với dì Ba, mà vì có khách lạ nên nói không tiện. Quý nhà nhõm muốn đi. Dì Ba biết ý bèn thôi thúc Hường nấu cơm riết đặng dọn cho Quý ăn. Dì nói, con phải ở nhà đặng ăn cơm với dì rồi sẽ về thăm nhà, không gấp gì. Ở ăn cơm đặng dì hỏi thăm một chút. Hương dì Út trả tiền rượu rồi rủ Tắm Thấm với Phó Hương Hào Liếm vô ấp tư đá gà. Khách đi rồi, dì Ba Thới biểu Quý xách giỏ mây để trên ván và cởi áo bành tô cho mát. Quý vâng lời cởi áo móc trên cây đinh đóng treo lịch. Bây giờ chỉ còn bận áo cụt tay, lại sau lưng có một miếng giá bằng bàn tay. Quý đi thẳng xuống nhà bếp kiếm nước rửa mặt, gội đầu vì đi xe hơi bụi bặm đóng đầy tay đầy cổ. Hường vui vẻ múc một thau nước để trên ghế, rồi vô buồng lấy khăn lông của mình thường đội đi ra giường mà vắt trên thành ghế. Quý lùm khùm gội đầu rửa mặt. Dì Ba và Hường đứng nhìn. Mẹ con thấy quần tây vàng phai màu, sười lai, đôi giày đen mòn gót hết phân nửa, áo sơ mi đã khâu vá, lại đứt mất một nút, thì có lẽ tội nghiệp cho Quý nên buồn hiu. Quý gội rửa rồi lấy khăn lông đi lại cửa sau đứng ngó ra giường lau. Quý vui vẻ nói, Hường bây giờ không chồng gì hết. Em Hường lớn rồi chắc sanh tội làm biếng hay là vướng đi tứ sắc như họ chứ gì.
Hương cười mà đáp: trồng dưa hấu bán rồi hồi hôm Tết. Tháng này nắng quá trồng cực tưới lắm, nên em đợi mưa rồi sẽ trồng chứ. Vậy thì qua trách lầm. Nãy giờ về đến đây qua thấy dì ba với em có mọi thông thả hơn hồi trước. Quán đã thành cái tiệm, có hàng quá nhiều thì qua mừng lắm. Không biết gì của qua ở ngoài nhà với chị hai qua và thằng Sen ra thế nào. Thân chị Mỹ khổ lắm anh ơi. Quý châu mày nghiêm mặt. Dì ba nói tiếp: con bước ra đằng trước cho mát con, ra đây dì nói chuyện nhà cho con nghe. Quý trả khăn lông lại cho Hường rồi đi theo dì ba mà ra phía ngoài. Tuy y phục lam lũ nhưng tướng mạo thanh nhã, tuy nước da đen đúa nhưng có ấn tượng cao sang. Mà người ở chốn thôn quê như mẹ con dì ba Thới đây không có cặp mắt tinh đời thì không tài nào thấy vẻ thanh nhã hay nét cao sang ấy nổi. Dì ba mời Quý ngồi rồi rót một tách nước trà nóng mời Quý uống. Dì kéo ghế ngồi ngang Quý mà hỏi: con bỏ xứ mà đi từ ấy đến nay là mấy năm, con nhớ hay không? 12 năm. Tại sao con đi biền biệt, con không về? Con đã quyết chí đi lập thân thì về sao được. Hồi nãy con có nói với con Hường rằng con hay anh Bồi bái mất, mà mất lâu rồi con mới hay, phải vậy hay không? Thưa phải. Ai cho con hay? Quý dụ dự một chút rồi mới đáp: con có gặp một người ở Láng Thé nói với con. Ai vậy? Con quên. Gặp ở đâu? Trên lèo. Anh Bồi bái mất năm Tý, năm nay đã 5 năm rồi. Mới 5 năm. Đau sao mà mất vậy gì? Con đi rồi ảnh đau rề rề, ngày tối cứ ở nhà ít đi đâu lắm. Mấy năm sau thấy ảnh ốm và già chứ không có bệnh chi nặng. Thiệt đau thì ảnh đau có mấy bữa rồi mất. Không biết gì con tán cha con chỗ nào? Thì chôn dựa mã má con đó chứ chôn đâu. Dì nói sợ con buồn, chứ thiệt anh Bồi bái chết là tại anh rầu. Con đi rồi anh ăn năn nên buồn rầu lung lắm. Anh không chơi bài như trước nữa. Ngặt ảnh yếu trí quá không trị má thằng Sen nổi, nên con mẹ cứ bài bạc hoài. Gia đạo một ngày một thêm suy sụp. Ruộng cho mướn đã 3 năm rồi anh lấy lại làm. Tưởng làm đặng gỡ nợ, té ra làm mà còn mắc nợ thêm nữa. Có lẽ anh liệu thế không kham nên anh bán sở ruộng 25 mẫu trong Mỹ Trường mà trả nợ. Sau anh bị má thằng Sen làm cho anh mắc nợ một lần nữa, anh buồn rầu anh bệnh. Anh mời làng lập tờ di chúc ruộng hương quả với nhà thờ, đều để cho trưởng nam là Phan Văn Quý đứng bộ. Chừng ảnh mất rồi chủ nợ đứng lên kiện, họ thi hành sở ruộng 13 mẫu. Mai nhà thờ với hương quả con đứng bộ, họ phát mãi không được, nên mới còn cho mẹ con thằng Sen hưởng mấy năm nay đó. Quý nghe nói động lòng thương cha nên ngồi khóc rấm rứt. Quý khóc một hồi rồi nói: còn bây giờ chị hai con ở đâu? Nó cũng ở đó. Tội nghiệp nó lắm con ơi, nó thiệt thà hiền hậu quá. Năm nó được 20 tuổi, anh Bồi bái tính gả nó cho thầy giáo ở trên dòng Ké. Coi mà chưa cưới, kế người ta hay ảnh mắc nợ bán ruộng, người ta hồi đi, không thèm cưới. Từ ngày ảnh mắc đến nay nó cũng ở đó chứ biết đi đâu. Má thằng Sen là người không biết điều. Nhà là nhà thờ của con, ruộng là ruộng hương quả của con. Má thằng Sen ở nhà đó, thâu quê lợi ruộng đó, rồi mẹ con dành hết mà ăn xài, không cho chị hai con đồng tiền hột lúa nào. Bỏ chị hai con rách rưới tội nghiệp hết sức. Nó ở đó thì như đầy tớ, mà làm công chuyện đặng ăn cơm chứ không có tiền công, lại còn bị hất hủi mắng nhiếc tối ngày nữa. Quý nghe tới thân phận chị cực khổ thì đau lòng xót dạ chịu không nổi nên khóc và than: chị hai con có làm tội gì mà trời hành phạt đến thế? Chị hai con cực khổ từ thổ bé đến giờ, cực khổ lâu quá rồi, tội nghiệp biết chừng nào. Con thưa thiệt với dì, ngày trước con không qua được Cần Thơ mà học nữa thì con có ý phiền cha con không thương con. Nhờ có dì nói lại, con được biết cha con không cho con học nữa là vì nhà suy sụp, chứ không phải tại cha con không muốn lo cho con, thì con hết phiền nữa. Rồi con tự quyết phải xuất thân đi làm ăn, làm ăn đặng nuôi sự sống của con và đặng khỏi tốn hao cho cha con nữa.
Con đi biệt mười mấy năm, con thương nhớ cha mẹ, chị em, bà con. Nhiều khi ăn ngủ không được, nhưng mà con không lai vãng, lại cũng không thơ từ. Ấy là vì đi lập thân, con quyết đạt cho được nguyện vọng. Chưa lập thân được, nếu trở về xứ, e làm nhục thêm cho cha con. Nếu gửi thơ từ sẽ làm buồn cho những người thương con chứ ít gì đâu. Bởi nghĩ như vậy nên con để biệt tích. Ngày nay về đây, con mới hay cha con bị lượng sống xa qua dầm vật lôi cuốn ra khỏi đường chân chánh, mà rồi lại biết hồi tâm tự hối mà trở lại với gia đình. Nhờ dì nói con mới biết, ở nhà cha con ăn năn đến nỗi ngày già hết an nhàn, hết vui vẻ, rồi gần chết lại còn lo lắng cho con, nên lập hương quả với nhà thờ cho con hưởng. Con có một người cha như vậy mà con không được thấy mặt nữa, thiệt con đau đớn vô cùng. Dì Ba Thới muốn an ủi Quý nên chận nói: Hồi trước cứ lo cho mẹ cho con thằng Sen, không ngó ngàng đến chị em con. Thiệt dì hờn ảnh lung lắm. Chừng con đi rồi, dì thấy ảnh ăn năn, có ý lo cho con thì dì hết phiền. Thôi, con cũng chẳng nên buồn lắm. Con người hễ già thì phải chết, chứ lột da mà sống hoài hay sao. Con đi mười mấy năm nay, vậy mà con đã có vợ hay chưa? Đã có lập gia cư ở đâu hay không? Quý đương ngồi lo ra nên không nghe hai câu hỏi của dì Ba. Một lát chàng nhớ lại mới vội vã trả lời: Thưa không, con mắc lo lập thân nên không có tính tới việc vợ con. Thưa dì, không biết thằng Sen bây giờ nó làm nghề gì? Có làm nghề gì đâu, thấy nó đá banh và thả theo mấy trường gà vậy thôi. Không biết nó học đến bực nào? Thấy nó học trường Càng Long được ít năm, rồi từ ngày anh Bồi mất đi thì nó ở nhà chứ không có đi học đâu nữa. Học ít quá lại không làm nghề gì hết, rồi làm sao nuôi sống? Thì cho mướn ruộng hương quả của con đó mà ăn ở với nhau. Hương quả đến 12 mẫu chứ phải ít sao. Còn gì con thì cũng chắc đánh bài hoài, bỏ tật đó không được. Dễ bỏ không? Trở về già con mẹ chuyên rồng nghề bài bạc, nhiều khi đánh cả đêm nữa chứ. Hường dọn cơm rồi bước ra thưa cho mẹ hay. Dì Ba liền đứng dậy biểu Quý: Thôi đi ăn cơm con, ăn cơm rồi về thăm nhà một chút. Ba người ngồi lại ăn cơm. Quý thấy Hường bây giờ nghiêm trang tề chỉnh, đã có hình dạng phụ nữ hoàn toàn, chứ không phải liếng sáo giúp dắt như hồi xưa nữa. Lại nhớ hồi nãy Hường nói chưa có chồng con thì lấy làm lạ, bèn hỏi Hường: Em Hường, 12 năm nay em ở nhà, em làm việc chi vậy? Anh hỏi kỳ quá à. Em giúp má em mua bán và trồng tỉa vậy thôi, chứ đàn bà con gái mà làm gì chi được. Té ra trót mười mấy năm nay em cứ an lòng mà sống im lìm lặng lẽ, không sóng gió mà cũng không vinh quang, không lo buồn mà cũng không vui vẻ. Thế mà em cũng thấy thỏa thích, không mong ước điều chi nữa hay sao? Người ta hằng nói vô sự tiểu thần tiên. Em được vô sự, vậy em còn mong điều chi nữa? Chà chà, lớn rồi em biết nói chữ, mà lại nói giọng triết lý, thiệt qua không dè. Dì Ba Thới cười mà nói: Con đi rồi, dì muốn cho con Hường biết rành tiếng mẹ đẻ đặng biên chép chút đỉnh. Dì kể chú Biện Hiếu dạy giùm nó. Nó học đâu một năm rưỡi, nó đọc thông viết thạo, rồi nó nghe trong suối có thầy Thuốc Hòa, ông dạy trẻ em trong xóm học chữ nho. Nó đòi vô đó nó học. Dì nghĩ nó ở nhà cũng không làm việc chi bận cho lắm, nên dì để nó học chữ nho vài năm nữa. Nhờ vậy nên bây giờ nó biết chữ chút đỉnh. Quý ngó ngay Hường mà hỏi: Đời này chữ Việt được thông dụng nên em học là phải, mà em học chữ nho làm chi? Học chữ quốc ngữ làm việc về phần xác cho hợp thời, còn học chữ nho để tập luyện tánh tình cho đúng đắn. Em muốn tập luyện tánh tình cho trong sạch nên em học chữ nho. Chà chà, ai bày cho em nên em biết như vậy? Em nghĩ như vậy không trúng hay sao? Không, trúng lắm chứ. Mà qua muốn biết coi ý ấy tự em nghĩ ra hay là nghe ai giảng dạy? Thiệt em nghe người ta nói, chứ em làm sao mà biết việc cao xa như vậy nổi. Một bữa ông hội đồng bảy trong ấp tư, ông ra tiệm em ngồi đón xe đi Sài Gòn. Thấy thầy Nhất Vĩnh đi chơi, ông mời vô đây ngồi uống nước. Hai ông nói chuyện đời với nhau, em lóng nghe, rồi em nghĩ hai ông nói phải nên em mới học chữ nho đó. Đúng lắm, em nghe lời hai ông đó thì hay biết chừng nào. Còn tại sao em không lấy chồng?
lấy chồng rồi bỏ má em cho ai nuôi? Hiếu nghĩa. Mà sống với cái cô đơn lạc lẽo, không có mục đích cao sâu, không hy vọng rực rỡ, có lẽ nhiều khi em cũng chán nản chút đỉnh chứ. Anh nói như vậy em không phục. Em sống với má em, sao anh gọi đời em cô đơn lạc lẽo? Nuôi má già mà chán nổi gì? Sao anh biết em không có mục đích cao sâu, không có hy vọng rực rỡ? Nghe mấy câu trả lời ấy, Quý thấy hơi thẹn thùng, kính trọng mà ngay trong lòng lại chẳng khỏi tư lự. Quý muốn kéo dài chuyện thêm nữa, ngặt bỏ nhà đi trót 12 năm nay, hôm nay trở về nghe nỗi buồn của cha và thân khổ của chị. Quý buồn tủi nao nao, muốn về riết thăm nhà, nên đành phải dứt câu chuyện ấy để qua ngày khác sẽ bàn tiếp. Ăn cơm rồi, Quý liền bận áo và từ giã mẹ con dì Ba Thới mà về nhà. Dì Ba Thới không cầm lại nữa, xong đưa Quý ra cửa, dì dặn với: "Về ở ngoài nhà có buồn á thì vô trong này chơi nghe không con?" Quý dạ rồi xách giỏ may ra đi, sung săng trên lộ đá, giữa lúc trời nắng chang chang. Đến buổi gáy trưa, gà cồ tiếp nhau mà gáy, tiếng o o o nghe vang trong xóm. Con chó vàng của ai đưa nghễu nghến bên đường, thấy Quý lạ mặt thì lỏ mắt ngó lườm lườm và gừ gừ. Đợi Quý đi khỏi mới cất tiếng sủa wâu wâu. Quý cứ lầm lũi đi. Hết tập 4, còn tiếp